Chào mừng quý vị đến với mục điểm tin giáo hội Hoàn Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tin giáo hội Việt Nam, Tân giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo. Hôm nay, ngày 14 tháng 9 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận cho Đức Cha Anton Vũ Huy Trương từ nhiệm sứ vụ quản trị mục vụ giáo phận Đà Lạt. Kế nhiệm Đức Cha Anton Vũ Huy Trương là Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó giáo phận này. Tiểu sử Đức cha An Tôn Vũ Huy Trương Đức cha An Tôn Vũ Huy Trương sinh ngày 14 tháng 9 năm 1944 tại Bến Thôn, tỉnh Sơn Tây, nay là thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, thuộc giáo phận Hưng Hóa. Từ năm 1956 đến năm 1963, học tại tiểu chủng viện Thánh Francisco Xavier Bùi Chu, Sài Gòn. Năm 1963, gia nhập giáo phận Cần Thơ, từ năm 1963 đến năm 1971, học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Pio 10, Đà Lạt, khóa 6. Ngày 18 tháng 12 năm 1971, thủ phong linh mục tại Sài Gòn. Từ năm 1972 đến năm 1975, phục vụ tại Tiểu chủng viện Thánh Quý, Cái Răng, Giáo phận Cần Thơ. Từ năm 1975 đến năm 1976, quản nhiệm họ đảo Ba Rinh, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Từ năm 1976 đến năm 2003, phục vụ tại Đại Trùng Viện Thánh Quý, Cái Răng, Giáo Phận, Cần Thơ. Từ năm 1990 đến năm 1995, kiêm nhiệm họ đạo Cái Răng. Năm 2000, tu nghiệp tại Manila, Philippines. Ngày mùng 5 tháng 8 năm 2003, được Đức Thánh Cha John Paul đề nghị bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Hưng hóa. Ngày mùng 1 tháng 10 năm 2003, lễ truyền chức giám mục tại Sơn Tây. Ngày mùng 1 tháng 3 năm 2011, được Đức Thánh Cha Benedicto 16 bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt. Trong hội đồng giám mục Việt Nam Đức cha An Vũ Huy Trương đảm nhiệm nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Trùng sinh trong năm nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2004 đến năm 2019. Tiểu sử Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh sinh ngày 12 tháng 8 năm 1955 tại Cần Thơ, Ngày 13 tháng 8 năm 1955, nhận bí tích thánh Thầy do cha Granic tại nhà thờ họ Đạo Cần Thơ, khi đó thuộc giáo phận Nam Vang, nay là nhà thờ chính tòa giáo phận Cần Thơ. Từ năm 1966 đến năm 1973, học tại tiểu chủng viện Simon Hòa Đà Lạt. Từ năm 1973 đến năm 1980, học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio 10 đà lạt khóa 16 từ năm 1980 đến năm 1994 làm việc mục vụ tại giáo xứ tân thanh giáo phận đà lạt ngày 29 tháng 5 năm 1994 được đức cha bartolomeo nguyễn sơn lâm truyền chức linh mục từ năm 1994 đến năm 2003 nghìn phó sứ tân hóa bảo lộc giáo phận đà lạt từ năm 2003 nghìn Đến năm 2009, du học tại Roma về giáo luật, tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Từ năm 2009, đại diện tư pháp giáo phận Đà Lạt. Ngày 8 tháng 4 năm 2017, được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt. Ngày 31 tháng 5 năm 2017, lễ truyền chức giám mục Tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt. Vừa rồi là tin tức về Đức cha An Tôn Vũ Huy Trương và Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh. Chúng ta cùng nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho các ngài trên bước đường sứ vụ mới mà Thiên Chúa qua giáo hội đã trao cho các ngài. cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo